Xin chào các bạn đã quay trở lại với series Con đường cầu lông của mình. Thì ngày hôm nay, hôm trước là mình đã đưa các bạn đi Nhật đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ đi qua một nền cầu lông mạnh nhất thế giới hiện nay, Trung Quốc. Chào mọi người, mình tên là Long. Thì Long là rồng. Thì mình trước đây thì mình có một khoảng thời gian công tác ở Trung Quốc. Sau đó thì trong thời gian rảnh rỗi biết làm gì thì mình mới chơi cầu lông. Thật ra thì là mình đã tập cầu lông ở Việt Nam rất là lâu rồi, nhưng mà vì công việc cuộc sống mình cũng gián đoạn. Sau đó đi làm việc lại rồi qua Trung Quốc rồi mới tập cầu lông lại. Thì lúc đó thì mình cũng hơi bị bự á, nên là người ta cũng khuyên là thôi đi chơi thể thao đi. Thì giờ cho em với mọi người biết một xíu là ở bên đó thì cái sân cầu lông nó có xa như ở bên Úc, bên Nhật không ta? Cầu lông là một trong những cái bộ môn rất là phổ biến ở Trung Quốc. Nó có khoảng thường hơn 100 triệu người chơi, tức là nhiều bằng dân số Việt Nam luôn. Thì nên dẫn đến là việc đi kiếm một cái sân cầu lông ở Trung Quốc thì không khó. Bên đó thì nó cũng sẽ giống những chỗ khác, là mình nó cũng sẽ có khu phức hợp. Chẳng hạn như anh làm việc ở Thượng Hải thì nó sẽ có cái khu phức hợp, sân cầu lông ở đó thì rất là nhiều, một cái khu phức hợp vậy. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái dạng gọi là sân cầu lông cá nhân á, nhỏ lẻ thì tầm khoảng 12 sân, 14 sân. Nó sẽ có hai loại như vậy. Cá nhân nhỏ lẻ vậy. Thường á, nhưng mà anh thấy thông thường mọi người sẽ đến những cái hôn là những cái trung tâm cầu lông á, thì những trung tâm cầu lông ở Thượng Hải á thì nó khoảng 6 đến 80 sân. Cầu lông 60 đến 80 sân. Bắt đầu mình từ nha, em hơi bị chóng mặt xíu rồi nha. 60 đến 80 sân. Đúng rồi. Vậy là anh vô anh bị lạc không vậy? Lần đầu tiên vô mình bị lạc. Chắc chắn lạc luôn á. Ở bên Trung Quốc á, người ta làm cái hệ thống sân rất là hiện đại. Đầu tiên vô là mình sẽ có cái bảng hướng dẫn giống như các bạn vô những cái tòa nhà vậy đó. Các bạn có thể tra cứu được là sân cầu lông bao nhiêu sân ở trên đó, cái sân nào đang được thuê, cái sân nào được trống, giá tiền của mỗi sân. Tại vì bên đó sẽ quy định theo cái khung giờ, cái giá tiền nó khác nhau, mình sẽ coi được luôn. Thậm chí là mình có thể coi được danh sách những huấn luyện viên mà đang hoạt động trên cái hall đó luôn. Trên web cũng được, trên app cũng được, và trên sân cầu lông nó có cái bảng điện tử luôn để mình tra cứu ngay vào cửa vào sân cầu lông luôn. Tôi mới giờ thấy sân đường trống thì tôi nhấn vô. Đúng rồi. Anh đặt được luôn. Đúng rồi, thanh toán online luôn. Ví dụ mà khi mà xảy ra cái chuyện mà nhầm lẫn sân này sân kia thì họ sẽ cũng có giống như Việt Nam mình cũng có cái quầy, thì có cái bạn thì ở đó bình thường trực là khoảng 5 bạn quản lý cho 60 sân, tức là một bạn handle khoảng 12 sân. Thì bạn đó sẽ có trách nhiệm thứ nhất á, là liên quan đến vấn đề vệ sinh sân bãi. Bên đó là anh thấy nó hơi khác Việt Nam mình á, là Việt Nam mình thí dụ như anh thấy thường cuối ngày thì chủ sân họ mới vệ sinh sân. Nhưng mà ở bên Trung Quốc á, là sau một cái lượt đánh, sau khi một cái lượt thuê như vậy á, thì sẽ có người vô vệ sinh cái sân của mình luôn và cho nó sạch để cho cái lượt kế tiếp họ thuê. Là hơi thứ nhất. Thứ hai là bạn nó sẽ handle cái chuyện mà quản lý giờ giấc luôn, coi có bị trùng lịch, là đặt sai lịch hay là kinh phích lịch gì đó hay không. Và cái thứ ba liên quan tới an ninh chung rồi này nọ đó. Thì bạn nó sẽ handle hết. Khi mà anh mà 60 sân nó mà cùng hoạt động. Đúng rồi. Thì anh đâu nhìn anh ví dụ như 60 sân nhưng cho 8 đi. Chỉ là sân 8 người thôi. 60 x 8 là coi như là 408, chạy ra phải là 500 người cùng hoạt động trong nguyên cái khu đó. Đúng rồi. Như là người ra, người vô, đi tới, đi lui đúng không? Là anh thấy người nhiều, nhiều luôn á. Thì các bạn biết là đặc sản của Trung Quốc á, đó chính là đông người. Bạn đi qua bên Trung Quốc, cái chuyện đầu tiên bạn phải quen đó là đi đâu cũng thấy người. Bạn ra sân ga, sân tàu, đi ra những nơi công cộng là người không là người. Thì bạn vô sân cầu lông cũng vậy, không người không là người. 60 sân đó là nó xếp như thế nào anh? Bạn hình dung nó là cái hôn đó, giống như nhà thi đấu vậy đó. Thì tùy vào cái diện tích, nhưng mà ở Thượng Hải thì nó sẽ là 2 tầng. Cái hôn cầu lông nó sẽ là 2 tầng, một tầng sẽ là 40 sân. Thảo là tầng thi đấu ở Olympic trẻ 2008 đúng không? Thì 5 năm đó. 20 thì 2008 là mọi người đã thấy Olympic ở Trung Quốc đúng không? Mọi người đã thấy cái sân vận động tổ chim của nó rồi đúng không? Rất là hoành tráng đúng không? Thì ở Trung Quốc nó sẽ có rất là nhiều sân vận động giống như vậy, và cũng rất nhiều nhà thi đấu bự giống như vậy. Một số cái giải đấu cầu lông quốc tế, mình nói về cầu lông thôi ha, thì một số giải quốc tế như giải World Tour Final vừa rồi á, được tổ chức ở Hàng Châu á, thì tại sao họ chọn Trung Quốc? Tại vì cái cơ sở vật chất của Trung Quốc khá là tốt để đáp ứng cho những cái giải đấu quốc tế đó. Không chỉ riêng cầu lông mà một số cái môn khác cũng vậy, mà mình thấy đa số cầu lông là thỉnh thoảng thường xuyên hay chọn Trung Quốc để chọn đánh những cái giải đấu quan trọng. Nhưng mà em nghĩ là những cái nhà thi đấu đó thì nó sẽ cũng nhỏ. Đúng không rồi. Chứ không có bự bằng đúng bự rồi. Sân đâu. Đúng rồi, nhưng mà cái cơ sở vật chất với là cái khả năng đáp ứng cái số lượng vận động viên lớn cũng như phục vụ về hậu cần của nó rất là tốt. À, hồi đó anh đánh cầu gì? Thông thường ấy là mọi người sẽ đánh Li-Ninh. Tại vì Li-Ninh bạn biết rồi, xuất xứ từ Trung Quốc, thì mà đặc biệt người Trung Quốc á, họ rất là có tinh thần dân tộc rất là cao. Họ luôn luôn ưu tiên xài hàng nhà. Đa số người chơi phong trào, nhưng mà đây mình không nói vận động viên đỉnh cao, tại vì đỉnh cao thì nó sẽ liên quan đến vấn đề tài trợ. Nhưng mà mình đó ở tầng lớp phong trào và những người chơi bán chuyên thì hầu như họ đều đa số là chọn Li-Ninh làm cái
cái thiết bị của mình, kể cả cầu là cầu lẫn vợt và lưới luôn. Gần như bên đó bạn sẽ thấy lưới là sẽ được sơn logo của Liên Ninh luôn, họ sơn logo trên lưới luôn, cái lưới sơn là được sơn logo Liên Ninh luôn, lần đầu tiên mình thấy luôn. Và thậm chí là bên đó có một số cái hall, một số nhà thi đấu là được Liên Ninh tài trợ luôn. Cho em hỏi là xin là cái tiền thay sân tầm bao nhiêu? Tiền thay sân thì nó sẽ dao động tùy sân, nhưng mà mình thay ở hall thì hơi mắc á, khoảng 220 tệ một giờ. Lần đầu tiên qua đó thì anh lên mấy cái diễn đàn của người Trung Quốc á, thì họ nói tầm dao động mà từ thấp nhất là khoảng 120 tệ, cao nhất là khoảng 250 tệ một giờ. Mấy cái shop sao? Shop cầu lông thì nó cũng giống như mình thôi, nó sẽ có thêm một loại hình nữa đó, giống như là cái showroom. Ở Việt Nam mình anh chưa thấy, nhưng mà ở bên Trung Quốc và một số nước, dù như anh có từng sống ở Nhật và ở Trung Quốc, thì anh thấy bên đó nó có showroom. Showroom là nó giống như một cái không gian trưng bày bự hơn, và ở chỗ đó thì nó sẽ có thân thảm để cho bạn ra thử vợt luôn. Ủa là vậy là mấy cái đó là nó đang lưới sẵn luôn? Đúng rồi, ví dụ khi các bạn ra mua vợt thì các bạn cầm cây vợt mà chưa có lưới á, mình phe phe phẩy phẩy thì nó khác. Nhưng thực tế khi mình cầm lên có lưới, có cán, mình cầm mình đánh, mình cảm nhận nó sẽ khác. Vì vậy để giống như tăng cường cái việc trải nghiệm cho khách hàng thì họ sẽ làm cái showroom. Thì không gian showroom á thì tầm khoảng phải 10.000 mét vuông trở lên. Và sẽ có luôn cả, thứ nhất là sẽ có đội ngũ tư vấn viên về vợt luôn. Đội ngũ tư vấn viên đó là ai? Là những cái người thường là sẽ có là những cụ vận động viên đã từng thi đấu, rồi những cái chuyên gia mà làm việc trong nhiều hãng Lightning đi. Anh đã từng vô showroom của Lightning rồi. Xui là anh thôi, là cái anh không có quay video lại. Các showroom khi bạn muốn quay video thì phải xin phép, sẽ vô tư vấn, họ sẽ hỏi là bạn chơi cầu bao lâu rồi, bạn đã biết những cái động tác gì rồi, bạn tập được như thế nào rồi. Họ sẽ tư vấn hướng dẫn cho mình chọn vợt như thế nào, và sẽ đưa cây vợt đó cho mình thử luôn. Và chính cái người đó sẽ ra đánh thử với mình một hai quả, xong họ cảm nhận mình là mình đánh có bị đau hay không, mình có cầm có phù hợp hay không. Chăm sóc tận răng. Đúng rồi. Nhưng mà những cái showroom như thế là nó chỉ Lightning là Lightning thôi. Đúng rồi. Yonex là Yonex không? Đúng. Bên Trung Quốc thì có cả showroom của Yonex và Lightning luôn. Nó còn một số hãng nội địa nữa, nhưng mà thường thì là thì chỉ có một số người chơi thôi. Với là họ tập trung một phân khúc khách hàng, ví dụ như là mới chơi hoặc ấy thôi, nó không có phổ biến như là Lightning. Vợt rồi cái giá cả mình nó có đắt không so với mình? Anh thấy thì nó cũng sẽ tầm tầm giống như mình ở đây, thì nếu mà mình quy đổi giá tiền thì nó sẽ cao so với Việt Nam, nhưng mà so với mặt bằng sống, cái mức sống thì giá nó không quá cao. Ví dụ như ở Việt Nam mình mua cái vợt 1-2 triệu là ok, thì bên đó người ta cũng mua cái vợt tầm giá như vậy. Nhưng mà em nhớ không lầm là bên đó là nó có những cái mẫu mã mà bên mình cũng có. Đúng. Thì Trung Quốc nó bắt chước Nhật Bản, nó sẽ dành riêng một số cái mẫu cái mã hàng, cái hàng đó dành cho mã nội địa, và mọi người biết là mã CH, và một số mẫu là sẽ không được xuất khẩu luôn. Và bạn xách ra sân bay là hải quan mà nó thấy là nó sẽ hỏi á. Anh cũng từng bị dính đó, là lúc mà anh về Việt Nam là anh định xách cái cây vợt yêu thương của anh về, nhưng mà hải quan vật Lenin. Cái đó tình ta mã CH mà anh không nhớ bên mã đó, nhưng mà đợt đó anh mua thì tại hầu như ở bên Trung thì bạn sẽ mua là mã CH hết, nhưng mà khi anh xách đến ra hải quan á thì nó lại không được. Còn nếu bạn muốn xách á thì bạn phải khai báo đóng thuế, đóng bảo hiểm, cái kiểu là nó lằng nhằng lắm, đội giá của mình rất là nhiều. Đúng rồi, từ đó là sẽ không có cái chuyện mà đi buôn hàng xách tay được. Không mua được. Tại vì anh cũng có hỏi tại sao, thì người ta nói là tại vì nếu những cái sản phẩm mà mình vận chuyển không đúng cách á, dẫn đến là nó thể hư hỏng hoặc là cái chất lượng nó không còn nữa, thì điều đó ảnh hưởng đến cái chất lượng, cái uy tín của cái nhà phân phối đó, của nhà sản xuất, cho nên là người ta hạn chế cái chuyện đó. Bên đó thì anh có tham gia cái giải không? Thật ra là nhờ anh đi tập cầu lông, anh có mối quan hệ quen biết, thì sau đó là mới được giới thiệu đi đánh giải. Nhưng mà giải nhỏ thôi chứ không to lắm. Anh chỉ nói thời điểm của anh thôi nha, còn sau này thì anh không biết là có luật lệ thay đổi hay không. Cái thời điểm của anh đó là các giải đấu được mà được tổ chức ở hall, những cái trung tâm cầu lông á, đều phải được đăng ký cho Liên đoàn Cầu lông Trung Quốc. Nó hơi khác Việt Nam mình ha. Ở đây mình có tiền, ok mình thích, mình mở cái giải ra, anh em vô đánh vui là được. Nhưng mà bên đó khi mình mở giải ở những cái trung tâm cầu lông như thế này nè, cho dù lớn hay nhỏ mình phải đăng ký cho Liên đoàn Cầu lông Trung Quốc biết. Rồi mình sẽ đăng ký số lượng vận động viên, thể thức thi đấu, trọng tài là bao nhiêu người, và số lượng bao nhiêu người, các nội dung bao nhiêu mình đăng ký hết. Thì cái giải của anh á là anh đánh nội dung đôi nam nữ. Thì đôi nam nữ sẽ có 32 cặp, là giới hạn độ tuổi, giới hạn trình độ lại rồi. Cũng là giới hạn khu vực hết rồi. Khu vực lại luôn rồi. Em nghĩ là nó phải giới hạn khu vực lại. Khu vực ví dụ như là của giải anh đánh là chỉ cho thành phố Thượng Hải thôi. Là 32 cặp. Thời điểm anh đăng ký thì họ sẽ cho mình đăng ký thoải mái. Nhưng đến lúc rút danh sách thì sẽ là rút lại. Thì những cái bạn mà không được thì họ sẽ gửi thông báo luôn. Phải gửi lý do đi. Gửi lý do, ví dụ như là bạn này đã từng thi đấu ở đội tuyển cấp thành phố gì đó nên không được nè, hay là cái đôi này là không có thỏa điều kiện ban tổ chức đưa ra. Đó.
có bao giờ anh gặp vận động viên chuyên nghiệp không? Gặp hoài à. Những cái hôn cầu lông á, các bạn sẽ thấy là có một số cái giờ là bạn không có đặt được, tại vì số giờ đó là dành cho các vận động viên, họ được ưu tiên đặt cái giờ đó để họ tập luyện, và cái giờ đó sẽ thường rất là vắng. Chuyên nghiệp nhưng mà nó sẽ thuộc về vận động viên của tỉnh rồi, đúng không? Đúng rồi, của tỉnh hoặc thành phố, hoặc là cái họ đang sống ở đó, họ đang có nhu cầu luyện tập. Anh có từng gặp Linda anh? Linda thì thấy thôi, tại nó hay qua Thượng Hải lắm, nhưng mà thấy trên sân là thấy, có thấy khu hai fan rồi. Tới tập hay là tới chơi? Tới anh nó tới giao lưu với một cái lớp kế bên, rất là trên sân thì có rất nhiều lớp, thì anh nó tới giao lưu với một cái lớp cầu lông trên cái sân anh tập. Thấy thì anh đó sẽ chia sẻ, cũng giống như em hay chia sẻ về những cái cầu lông rồi đó, thì anh đó cũng đứng cũng chia sẻ rồi cũng thì thào về việc tập luyện. Thì ở Việt Nam, lúc anh về Việt Nam anh đi tập cầu lông lại, thì anh thấy là ở Việt Nam mình nó sẽ khác với Trung Quốc khá là nhiều về vấn đề tập luyện ha. Thứ nhất á, là ở Trung Quốc á, là khi em muốn tập luyện thì gần như là hầu như em sẽ phải đi đến những cái trung tâm, và những cái hồ đó nó sẽ giống như là em hình dung là giống như phòng tập gym vậy đó, nó sẽ có sẵn của đội ngũ huấn luyện viên, và đội ngũ huấn luyện viên nó sẽ phải được quản lý bởi Liên đoàn cầu lông Trung Quốc. Em muốn đi dạy em phải có bằng huấn luyện viên do Liên đoàn cầu lông Trung Quốc cấp giấy phép hành nghề, và giấy phép đó sẽ có thời hạn, hết thì hết hạn mà thi lại, phải thi, phải học lại thi, học lại. Và thi em có thể thuê cái sân cầu lông ở trên hồ, trên cái trung tâm đó em chơi, nhưng em không được phép thuê huấn luyện viên người ngoài vô dạy. Cái này khác nha các bạn, ở mình thấy ở sân Việt Nam, dù bạn thuê cái sân này đi, tôi muốn làm gì trên sân nó cũng được hết, chủ sân có can thiệp, anh có thể thuê cái sân này, anh thuê em vô anh dạy cho anh, ok không nói gì. Nhưng ở Trung Quốc là không được. Thì lý do tại sao á, anh có tìm hiểu thì cái anh, một cái anh quản lý á, anh nói á, tại vì sao sẽ có ba lý do chính, là anh nói là bởi vì cầu lông là một cái bộ môn mà đòi hỏi về trình độ kỹ thuật và cái nghiệp vụ rất là cao, nên đòi hỏi cái người huấn luyện nó phải có trình độ chuyên môn, và để đảm bảo được rằng là cái trình độ chuyên môn đồng đều thì cái việc quản lý đó thì phải do hôn người ta quản lý, chứ mình không thể biết được. Nhưng mà anh không thể nào biết được trình độ kỹ thuật của em nó như thế nào, cái huấn luyện viên của anh nó sẽ như thế nào. Cái thứ hai á, là phải đảm bảo vấn đề an toàn, tại vì cầu lông là một chuyên môn mà cái tốc độ rất là nhanh, dẫn đến cái những cái chấn thương cũng khá là nhiều. Thì nếu như một cái người huấn luyện viên họ không có chuyên môn á, họ vẫn có thể dẫn đến sai sót, dẫn đến chấn thương cho một cái người tập. Mà bên Trung Quốc á, khi có sự cố trên xảy ra thì cái người chịu trách nhiệm đầu tiên không phải là cái người huấn luyện viên, cũng không phải là người chơi, mà là cái ông chủ sân. Nó hơi khác như vậy đó, là cái sân nó phải chịu trách nhiệm. Ở bên Trung Quốc nó khác, đó là khi em làm bất kỳ cái gì ở trên sân thì cái người đầu tiên phải nhìn là cái sân, và cái cuối cùng nữa là liên quan tới vấn đề quản lý cơ sở vật chất. Có nhiều người huấn luyện viên mang giày không đúng cách, nó làm hư sân, hư thảm và các kiểu vân vân, nó là khó quản lý về cơ sở vật chất. Thì đó là ba cái mà họ quy định như vậy. Nhiều khi là có những bài tập là cũng phải kéo lưới, kéo đồ. Đúng rồi, kéo lưới ra, kéo lưới vô, sử dụng những cái máy bắn cầu, máy bắt cầu, đúng rồi, cái dụng cụ. Đúng như vậy, cho nên là họ không có cho phép. Thì anh đi tập thì lúc đó mới đầu tiên là anh tưởng giống như Việt Nam, anh lên mạng đi kiếm thông tin huấn luyện viên, kiếm ông dạy ở sân nào, và anh kiếm hoài thì hầu như không có. Thế cuối cùng thì anh mới lên cái diễn đàn, thì anh hỏi thì người ta mới kêu là mày phải lên cái hôn đó, lên cái cầu lông đó, ở trên nó sẽ giới thiệu cái danh sách huấn luyện viên, cái giờ nào là cái tiểu sử của ông. Đúng rồi, và mình sẽ coi mình phù hợp với cái giờ nào và huấn luyện viên nào, mình sẽ đăng ký tập với ông đó. Nếu vậy cái mức giá cũng cao. Tính ra tiền Việt thời điểm anh tính xong anh xỉu luôn á, là tập một tiếng là khoảng 1.2 triệu á. Là một mình anh hay là bao nhiêu người? Nếu mà tập một mình là khoảng 2.6 triệu, và một còn là 1.2 triệu là mình sẽ tập với nhóm khoảng từ 4-6 bạn. Nhưng mà thông thường là bên đó sẽ cố gắng, thường là huấn luyện viên họ sẽ tập cho mình khoảng 1.5 tiếng thôi. 1.5 tiếng. Hai tiếng thì nó sẽ hơi nặng á. Tầm là vậy, tầm 2 triệu. 2 triệu. Tầm 2 triệu. À 2 triệu. Một người 2 triệu. Một người 2 triệu. 6 người 12 triệu. 1.5 tiếng. Là ông đã kiếm được 12 triệu. Nhưng mà ông phải trả tiền sân này nọ nữa. Thì tại vì cái hơn. Em cho ăn chia luôn. Em cho ăn chia 50-50 luôn. 6 triệu. Thì ông cũng 1.5 tiếng kiếm 6 triệu. Không biết bên Trung Quốc xin visa khó không ta? Cũng không khó, nhưng mà nếu mà theo anh biết á, để em qua được qua đó mà dạy mà để hành nghề, đúng không? Hành nghề thì em phải xin được cái visa hành nghề. Visa mình sẽ có rất là nhiều loại, mà cái một trong những loại khó xin nhất là visa hành nghề. Tại vì bên đó nó có tổng cục liên đoàn lao động Trung Quốc, nó sẽ đưa ra những tiêu chí. Tại anh qua đó anh cướp chén cơm người ta mà, chứ đâu phải là anh qua anh xây dựng gì đâu, anh đang đá chén cơm người ta mà, đang cạnh tranh thu nhập với là... Vậy là em qua đó mà em hành nghề chui cũng được? Không được, tại vì em sẽ không có sân để dạy. Nhưng ổn à, anh thấy cái chất lượng đào tạo đó ổn à? Với bản thân anh là một người tập phong trào thì anh thấy khá là ổn. Tuy nhiên là nó sẽ hơi nhàm chán ở cái giai đoạn đầu. Có một cái học viện nổi tiếng nhất, đó là học viện của huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc Lee Yong Bo ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Học viện cực kỳ lớn luôn, 60 sân.